cao. Và tiếp theo phải là câu hỏi năm thì sẽ tổng kết biên dịch. Và sau đó thì các em sẽ có một cái phần đó là thực hành dịch Hàm Việt Việt Hàn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.